Bạn Phan Như Ý, bác sĩ tư vấn đo chu vi vòng đầu. Cách đo như này, các bạn sẽ đo qua vùng này, vùng trên chân mày như thế này, cái vòng, cái sợi dây này, trên vành tai, qua trên vành tai, hôm sau đó qua cái vùng xương chẩm, là cái vùng to nhất đằng sau đầu này, nó nổi ra ấy, là chúng ta sẽ được cái chu vi vòng đầu, là cái chỗ to nhất ở trên đầu của em bé. Tiếp theo câu hỏi của bạn, đó là dùng hồ nước bôi kẽ cho bé hàng ngày được không, em cảm ơn. Có, nếu nó hay bị hăm, bị đỏ đấy thì các bạn dùng bôi, còn nếu nó không bị thì cũng không cần. À, chúng ta giữ khô thoáng là được rồi. Bạn Quyến Vũ, chào bác sĩ, bé nhà em bị dài đại tràng sigma, có sao không? Dài cái đại tràng này thì nó hay hấp thu ngược lại nước nhiều, và theo mình biết thì nó chỉ có tăng cái khả năng là phân nó khô, nó dễ bị táo bón hơn thôi. Còn tùy theo mức độ, nói chung là nó cũng không không có vấn đề gì căng thẳng ạ. Mình sẽ trả lời một câu hỏi tiếp theo của các bạn nữa. Câu hỏi của bạn Nguyễn Huế, bác ơi con tròn 5 tháng, biếng ăn khoảng hơn tháng nay, mỗi cự bú 60 đến 120 ngày bú 5 bữa, em cần bổ sung gì? Cái này là bạn sẽ bổ sung cho em bé một đợt là kẽm và men vi sinh trong 2 tuần. Xong là sau đó bạn sẽ cho em bé ăn dặm.